Xin chào tất cả các bạn, các em sinh, các em sinh lớp 9 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái đề toán lớp 9 em. Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh, trường trung học cơ sở Bình Lợi Trung. Đề tham khảo kiểm tra học kỳ 1 năm học 2023-2024. Môn toán, thời gian 90 phút, không kể thời gian chép đề. Ta đi vào câu số 1 nha các em. Bài 1 tính. Câu A, câu B. Bài 1 cũng có 2 câu. Vậy câu A thì sẽ bằng bao nhiêu đây các em? Câu A này bằng này 2 phần 5 căn 180 là bằng 36 căn căn 5. Căn 245 là bằng căn 49 nhân cho 5. Rồi căn 35 trên 7 là bằng căn 35 phần 7. Rồi trừ cho căn 4 trên 5 là bằng 4 nhân 5 tới 5 mũ 2. Rồi mình đưa ra ngoài bằng 2 căn 36 đưa ra ngoài là 6. Căn 49 đưa ra ngoài là 7. 35 mình dấu cộng đi, 35 chia 7 là 15. Nên đưa ra ngoài là từ 2 phần 5 căn 5. Như vậy nó sẽ bằng mấy cho em? Đây là 12 phần 5 trừ 7 cộng 1 rồi căn cho 5. 12 phần 5 trừ 2 phần 5 là 10 phần 5 là 2. 2 là 1 là 3. Ba mà trừ bố 7 3 mà trừ 7 là trừ 4 căn 5 nha. Trừ 4 căn 5. Đó là câu A. Để câu B. Câu B sẽ bằng này. Căn 27 là bằng căn của 9 nhân cho căn 3, căn 9 là bằng 3, người ta rút số 3 ra luôn. Còn là căn 3 trừ căn 2 nhân cho căn 3 2. Đây là 3. 3 trừ căn 3. 3 cộng căn 3 nhân 3 trừ căn 3. Căn 13 này mình phải phân tích thành nào? 12 trừ cho 2 căn 12 này. Đưa số 2 vào là 4, 4 nhân 3 12. Cộng 1 nữa nha. 12 cộng 1 là ra 13. Mấy cái này bỏ đi, xin này là bằng số 3. Đây là bằng 6 trên cho 9 trừ cho 3. Cho nên là căn của
12 trừ 1 bình phương. Như vậy nó sẽ là, nó bỏ đi 9 trừ 3 bằng 6, 6 trừ cho 6 này. 3 trừ căn 3 trừ căn 12 1. Đáp án là 6. Căn 12 là bằng 2 căn 3. Bằng 6 trừ căn 3 trừ 2 căn 3 cộng 1. Cuối cùng là gần 7 trừ 3 căn 3. Đã xong câu số 1 rồi nè. Và câu số 2. Giải phương trình. Như vậy mình sẽ có tương đương nè. Rút số 4 nè. 4 nhân 5 là 20. Còn lại x trừ căn 5. Cho đây nè. Nên đưa số 3 này ra. Trừ 3 trên 3. Đứa này là gọi là 2 căn. Trừ căn x trừ 5. Cộng căn x trừ 5. Bằng 4. Nó nghe bỏ đi. Như vậy 2 căn x trừ 5 bằng 4. Căn x trừ 5 là bằng 2. X trừ 5 là 4. X sẽ bằng 4 cộng 5. X sẽ bằng 9. X bằng 9 được không? Sang bài số 3. Cho hàm số y bằng trừ 1 phần x có đồ thị d1 và hàm số y bằng x trừ 6 có đồ thị d2. Mình có bảng giá trị nè. Bằng 0, y bằng 0, x bằng 2, y bằng trừ 1. X bằng 0, y bằng trừ 6, y bằng 0, x bằng 6. Rồi vẽ. Không y bằng không đây.
x bằng 2 y bằng trừ 1. Đây là y sẽ bằng trừ 1 phần 2 x bằng d1. Trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6 này. X bằng 6 y bằng 0. Các em, đây là đường D2. Điểm 2 có tọa độ là 4. Và trừ 2. Tọa độ giao điểm của A của D1 và D2 bằng tính toán. Như vậy còn có phương trình hành độ giao điểm. Phương trình hành độ giao điểm của D1 và D2 là x trừ 6 bằng trừ 1 phần 2 x. X cộng 1 phần 2 x bằng 6. Ba phần 2 x x sẽ bằng 6 chia ra 3 phần 2 rồi mình chia được y nữa. Vậy tọa độ giao điểm của D1 và D2 là bốn trừ 2. Rồi tôi qua bài số 5 nha em. 5. Bài 4, bài 4. Qua bài 4 nhé. Một người có mắt cách mặt đất 1,4 mét. Phải 4 mét đứng cách tháp Eiffel 400 mét, nhìn thấy đỉnh tháp dưới góc 39 độ, tính chiều cao của tháp. Như vậy chiều cao của tháp này là BD. BD sẽ bằng CD cộng BC.
mà CD sẽ bằng 400 nhân cho tan 39. BC là 1,4. Như vậy là nó sẽ ra bao nhiêu bên? Đáp số của mình sẽ là 325 m. Làm tròn đến đơn vị. Rồi, xong bài số 4. Qua bài số 5. Bài 5 một điểm. Trong nhiều năm qua, mối quan hệ giữa tỷ lệ khuyến cáo nhịp tim tối đa Y và độ tuổi X được cho bởi hai công thức sau. Công thức cũ này là Y bằng 200 trừ 220 trừ. Công thức mới là Y bằng 208 trừ 0,7. Tính số nhịp tim tối đa của ông mình 60 tuổi theo công thức mới. Như vậy công thức nhịp tim thức mới làm rõ hả? Hai không tám nhân cho 60 bằng 166. Nhịp. Một người có nhịp tim tối đa được khuyến cáo theo công thức cũ là 170. Nếu tính theo công thức mới sẽ là bao nhiêu? Nhìn có câu B này. Công thức cũ là 170. Thì mình có là thế chỗ này 170 sẽ bằng 220 trừ x. X sẽ bằng 220. Thế vào chỗ này. Không tám trừ 0,7 nhân cho 50 là bằng 173. Vậy nếu tính theo công thức mới thì nhịp tim sẽ là 173. Ta đi sang bài tiếp theo, bài số 6. Không phải 75 điểm. Tại một cửa hàng tạp hóa khi bán một thùng nước ngọt trả lời là 20%, thùng nước suối lời 25%, còn thùng mì tôm lời 20% so với giá vốn. Anh Phúc mua 3 món trên tại cửa hàng tạp hóa hết 479.000 đồng, biết rằng giá vốn của thùng nước ngọt là 180.000 đồng và một thùng nước suối 100.000 đồng. Tính giá bán của một thùng nước ngọt. Như vậy giá bán của một thùng nước ngọt là bao nhiêu đây? Giá vốn là 180.000. Thì giá bán của một thùng nước ngọt là 180.000.
nhân cho nó sẽ bằng 216.000 đồng. Tính giá vốn của một thùng mì tôm, vậy mình gọi này. Gọi x là giá vốn của thùng mì tôm. Vậy ta suy ra là x nhân cho bao nhiêu? Trong nước ngọt là 20% này. Nhân cho 120% đến thùng mì tôm, thùng nước suối là 100.000. Nhân cho 125% cộng x nhân cho thùng mì tôm là lần 20 cho 20, 479.000. Trăm tám mươi nhân 1,2 216.000 cộng bao nhiêu, cộng cho 125.000 rồi cộng cho 1,2x một phẩy hai x sẽ bằng trừ đi 216.000 sẽ bằng 138.000. X sẽ bằng 138.000 chia cho 1,2 x sẽ bằng 115.000. Vậy giá vốn của thùng mì tôm là 115.000. Rồi, tao qua bài trình học đi nha. Sang bài số 7 nghiên học. Bài số 7 3 điểm. Từ M ở ngoài ô R. Ta vẽ hai cái tuyến mà A mà B.
Này hơi dở. H là giao điểm của AB và OM. Chứng minh OM vuông góc AB. OA bằng OB. B cùng bằng L. MA bằng MB. Tính chất hai tiếp tuyến cùng xuất phát từ M. Là đường trung trực. AB. Inertia OM. Vuông góc AB. Rồi AM bình bằng AMO nhân sao? Bây giờ xét tam giác. Vuông. Đường cao AH. Nhưng mình sẽ có là AM bằng MO. Điều phải chứng minh. Câu qua câu B, vẽ đường kính AC của O. Vẽ đường kính AC của O. MC cắt O tại D. Chứng minh tam giác ACD vuông. Câu B. Vì AD là đường kính. Đường tròn O. Đây chỉ là AC. Đây chỉ là tam giác AC vuông tại thế. Nên tính giác AC vuông tại D. Xóa đi thôi, không nghĩa này.
Tam giác ACM vuông tại A, đường cao AD MC được bằng AM bình cho bằng MD nhân cái MC mà MO nhân cho MH MH nhưng mà O là MD nhưng mà C điều phải chứng minh. Cái đề chúng ta đến đây là hết rồi nha. Xin chào tạm biệt tất cả các em và hẹn lại clip sau nhé. Nếu các em thấy clip của thầy có hữu ích thì các em cho thầy xin một like và một cái đăng ký kênh cho các em. Cảm ơn rất nhiều và hẹn lại clip sau nhé. Bye bye.